Bên cạnh hơn 150.000 học sinh khối 9 và 12 đã đến trường học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12. Hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đón thêm khoảng 680.000 học sinh ở các khối lớp 7, 8, 10 và 11 đến trường sau hơn 8 tháng các em phải học trực tuyến. Đặc biệt với xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ sẽ bao gồm cả học sinh từ lớp 1 trở lên. Các trường được chủ động sắp xếp thời lượng dạy học trực tiếp với số lượng học sinh đến trường là không vượt quá 50% tổng số học sinh. Tại trường dạy học cả ngày, tức bán trú, giờ học trên lớp không quá 8 tiết mỗi ngày, đồng thời cũng linh hoạt phối hợp giữa việc dạy trực tiếp và trực tuyến. Ngay khi trở lại trường, học sinh sẽ bắt tay vào ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ chức ôn tập bổ sung kiến thức và kiểm tra học kỳ 1 năm học 2021-2022 được thực hiện trực tiếp tại trường từ ngày 4 đến ngày 22 tháng 1. Đối với học sinh khối lớp 6 và học sinh thuộc các khối lớp khác vì lý do bất khả kháng không thể đến trường tham dự kiểm tra học kỳ trực tiếp trong khoảng thời gian trên thì được kiểm tra sau khi quay lại trường học tập và để được bổ sung kiến thức, khắc phục các hạn chế do học tập trực tuyến kéo dài.